Alo, xin chào mọi người. Đây là đèn LED cổ mực Samsung do mình tự làm ra. Đây, và đây là biển của quê hương mình và một số hình ảnh. Đây, những chiếc thuyền đang đi câu về đấy. Hoàn toàn dùng cái LED của mình làm. Cái đèn LED này rất hiệu quả. Đã, mình đã làm được 3-4 năm nay rồi. Và một số người, ngư dân rất tin dùng ở tỉnh Quảng Trị và cả vùng miền trên cả nước. Khi làm sóng như này này, mọi người lưu ý giờ cho mình nhé. Đằng sau này nhé, nếu mà mình gửi hàng cho mọi người á, tại vì mình làm luôn thì mình chỉ cho mọi người là cái ống này á, về cái cần ở đằng đằng sau này về mọi người tự lắp lại cho nó gọn đây. Thì cái đầu bên này qua đây mình dán chệt, ở đây mình dán kéo chệt, mình trừ cái này là sóng, cái khúc ở đây này mình gỡ ra. Thì mọi người đưa vào như thế này, bây giờ mình một tay rồi. Tái thì không còn trợ giúp. Mọi người đưa cái ống này vào ở đầu này. Đó. Mọi người lắp vào cho mình như thế này, bây giờ mình một tay đi. Lắp vào xong mọi người kế lên, chỉ cần đóng mạnh cái thôi là được. Đó. Nha, mọi người vậy nha. Đó. Chỉ cần đóng vào thôi, đóng chặt vào, không sợ gì cả vì cái ống dưa này rất là dày này. Ống này là 3 ly 1. Đây là cái 5 m. Đây. Làm xong rồi. Đây, dán mica đấy. Chiều như gửi hai cái này đi cho Huyền Núi Thành Quảng Nam. Đây là cái màng 5 mét này, nó có 722 cái mắc lẹt nhỏ này nhỉ? Mọi người nhìn thấy không? Đó. Đó. Cái này là 90 W. Bây giờ mình đem ra ngoài mình thử trời tối cho mọi người thấy nó sáng như thế nào thực tế luôn nha. Nó vất vả, đó, nhìn ra ngoài sáng không đấy. Đây là đường đằng sau này nhưng mà nó vẫn phá sáng ở đó phía trước rồi qua cái giá bên kia. À, phía bên này là video nó đang tối đi, mình phá qua. Đó, nó sáng rồi. Cây đồ gì phải hết. Mọi người cứ xịn kế vào đã ha.
cho nó pha sạng vào đó. Mình ra mình kế cái tọa nó ngang trên đây. Đây, mình kế được cái bức thần này. Không có người viên là nó pha sạng lên trên đây đó. Đấy, như mình cầm tay mình điều chỉnh. Nó sạng thấy đường hỏi nè. Như ban ngày. Đấy, là 90 W, còn cái 10 mét là 188 W thì nó phải sẵn gấp đôi cái này.